Đây, ok, chào các bạn nhé. Hôm nay mình tìm cho anh chị em, cô chú, chú bác. Đấy, anh chị em nào muốn dùng hàng VIP ấy. Đây, mình có một con giới thiệu cho các bạn nhé. Đấy, hàng siêu to khổng lồ. Đấy, hàng đá lai nhé. Đấy, còn hàng lai lô, hàng đá lai đấy. Hàng đây là hàng thương phẩm nhé. Anh em nào cần thịt nấu cao, đấy, muốn liên hoan nhà hàng khách sạn này, hoặc là thịt đám cưới nhé. Anh em nào chơi sột với thịt đám cưới, là con này là rất ok nhé. Nếu mà tịnh cân lên thì con này nó rơi vào tầm độ một tạ rưỡi, một tạ 55 nhá. Thịt. Một tạ 55 quay đầu. Đấy. Tạ 55 để hơi mói nhá thì nó rơi vào độ tạ 4 đến tạ rưỡi. Ok chưa? Xương con này rất to nhá, khung rất to luôn. Đây mình quay cho các bạn xem nhá. Xương em này thì cũng to, khá to nhá, hàng đá lai. Quay mặt cho anh em xem đây. Đây nhá. À, khung xương con này rất to luôn. Mặt là vuông. Con này nếu mà để làm giống thì gọi là được, cũng được làm giống được nhá. Không phải sạch sẽ, nhưng mà hàng này thì cái nó không chịu được nhá. Hàng cái ta Việt Nam không chịu được, phải hàng cái to nhá. Hàng siêu to luôn. Yeah. Về cho anh em hàng siêu to để mà nấu cao nhé. Đấy, hàng thương phẩm lấy thịt nấu cao. Đấy, anh em nào mà có nhà hàng khách sạn thì cứ alo cho mình nhé. Anh em nào mà kinh doanh buôn bán nhà hàng khách sạn thì em này thì rất thích hợp cho lấy cao và lấy thịt. Đấy, đây là ngựa bạch chuẩn luôn nhé. Ok chưa? Chân tay móng vó là rất to luôn. Đây cho các bạn xem. Đây, chân tay nó đây nhé. Đây là mông đây. Đứng lên cho các bạn xem nhé. Thấy chưa? Đây là mông của nó này. Ok chưa? À, chân nó đấy. Đây là người nó đây. Đấy. Khá mập và khá béo nhá. À, em này đạt chuẩn tạ 45 đến tạ rưỡi nhá. Đây, anh em nào muốn hàng to thì cứ alo mình nhá. Anh em khu vực Hà Nội thì cứ alo nhá. Hàng chuẩn, chuẩn bạch luôn, lông trắng ngà nhá. Chưa? Sạch sẽ. Thịt ngon nhá, rắn thịt. Không phải mỡ thịt đâu nhá, con ngựa là không bao giờ mỡ thịt nhá, ngựa bạch. Thịt lúc nào cũng nạc nhá. Có cà rồi các bạn nhá. Có cà nhá. Ok chưa? Chân tay bằng quá đây. Đấy. Hàng đá lai, lai lồ. Anh em nào cần galo nhá. Mọi chi tiết liên hệ mình để hết dưới phần mô tả nhá. Anh em bên mình có rất nhiều sản phẩm từ ngựa bạch nhá. Ví dụ như cao ngựa bạch này, cao ngựa thường này, phổi ngựa bạch ngâm mật ong rừng này, và mật ong rừng bên mình cũng có bán mật ong rừng nhá. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng qua link dưới phần mô tả video, hoặc gọi trực tiếp bên mình, số điện thoại mình để hết dưới phần mô tả nhá. À, số điện số liên hệ mình để 4-5 số ở bên dưới đấy, các bạn liên hệ số nào cũng có người nghe nhá. Còn đường link đặt hàng thì mình đặt ở dưới phần mô tả video luôn nhé. Anh em nào muốn đặt cao ngựa bạch này, cao ngựa thường và cao và phổi ngựa bạch ngâm mật ong này thì cứ liên hệ thẳng mình luôn nhé. Em này thì vanh ngực là trên 1,5 m nhé. Đấy, mình đo rồi nhé, cao thì tầm 1,3 m đổ lên nhé, 1,35 m đổ xuống, rất cao luôn. Anh em nào muốn mua hàng này về làm giống hoặc là giống bạch chẳng hạn thì khoang khoai vẫn cũng sạch sẽ nhé. Thì hàng này thì chủ yếu nghiêng về hàng thương phẩm nhiều hơn. Đấy, béo, to, tốt. Chưa? Đây, cho xem lại bên này đây. Đấy. Con này là cũng khá hiền luôn. Hàng này là cũng là hàng hiền nhé, không phải hàng nghịch nhé. Đấy, mình cứ nhốt trong khung này, quay cho các bạn xem trực tiếp luôn. Hàng này là hàng thương phẩm, bên mình cho vào hàng thương phẩm nhé. Anh em là ở khu vực Hà Nội, khu vực Lào Cai này, khu vực Quảng Ninh này, đấy, thích ăn ngựa thịt, đấy, muốn làm một con chung nhau với bạn bè, đấy, xay giò, đấy, xay giò này, liên hoan này, và lấy xương nấu cao nhé. Đấy, em này rất phù hợp và đáp ứng được cho các bạn nhu cầu rất nhiều. Em này nếu mà nấu cao ra thì như khoảng tầm độ 5 cân đến 5 cân rưỡi cao nhé các bạn nhé. Rất to luôn, cao nguyên chất luôn đấy. Em này nấu thành phẩm cao nguyên chất là
đạt cần đấy cao nhé. Tầm độ 3-4 anh em chung nhau mà thịt liên hoàn hoặc là thịt đám cưới và lấy xương nấu cao là chung nhau là cũng hợp lý nhé. Đấy, rất sang đấy. Ngựa thương phẩm, ngựa bạch mà làm đám cưới hoặc liên hoan hoặc vào nhà hàng khách sạn thì quay cho khách hàng xem và sử dụng những cái đĩa thịt ngựa bạch nó cũng sang và ngon nhé. Đấy, ok nhá các bạn, quý vị và các bạn nào mà yêu thích em bạch này thì cứ alo trực tiếp với mình nhé. Chuẩn 100 bạch nhá, to đấy, vòng ngực là 1m55 nhá, 50 đến 55 nhá, gọi là hơn 1m rưỡi, còn chiều cao là 1m33 đổ lên nhá. Chưa, thì sức thịt là tầm độ 1 tạ 45 đến 1 tạ rưỡi đến 1 tạ 55 nhá, đấy, chênh nhau chỉ tầm độ vài cân thôi. Đấy, ok chưa? Đấy, ok nhá, thì mình vừa rồi đã quay cho các bạn xem cái con ngựa bạch siêu to khổng lồ này nhá. Anh em nào mà thích ăn hàng thương phẩm thì cứ alo cho mình nhá. Thì chi tiết liên hệ mình để hết dưới phần mô tả video. Thì anh em nào yêu quý kênh cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, ủng hộ kênh bên mình ra những cái video về hàng ngựa thương phẩm, hàng ngựa giống, hàng ngựa trai, cái giống nhỏ, hàng to, từ to đến nhỏ, từ nhỏ đến to là có hết các bạn nhá. Cứ yêu cầu là có. Các bạn cứ đặt hàng nào thì cứ yêu cầu mình. Đặt ví dụ như hàng trai, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tháng, tầm tiền thì bên mình đáp ứng được nhu cầu cho các bạn hết nhé. Đây, em này thì mình quay cho các anh em nào mà ăn hàng thương phẩm này, liên hoan nhà hàng khách sạn này, và chung nhau nấu cao. Tầm độ 5-7 anh em chung nhau thịt con này nấu cao rất ok nhé. Tầm độ 5 cân rưỡi đến 6 cân cao là phù hợp cho chia nhau nhé. Mỗi người tầm độ cân đấy. Ok chưa? Thì video của mình kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn chuông nhé. Mỗi khi mình ra video thì mình sẽ thông báo trực tiếp về điện thoại cho các bạn luôn nhé. Ok, xin chào các bạn nhé.